Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Khuy. Hẳn là quý thính giả cũng đã quen thuộc và dần định hình được một cái viết sẽ được rất yêu thích trên kênh chúng ta, với một lối văn phong đậm rặc chất miền Tây, đó là Quỳnh. Với những tác phẩm trước đây như Ma Làng Quỷ Sớm, Sớm Trăm Bầu, hay gần đây nhất có Hồn Thiên Nước Mặn, là những tác phẩm truyện luôn để lại những dấu ấn rất đậm sâu trong lòng của quý thính giả, quý bà con. Ngày hôm nay cũng sẽ lại là một câu chuyện của Quỳnh, Mẹ Quỷ, một câu chuyện ma dân gian. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trong một khu xóm nhỏ cách trung tâm huyện chừng 5 cây số, ở một ngôi nhà sập xệ, người đàn bà luống tuổi ngồi trung trung trên ghế sợ hãi, hai tay bấu chặt mép bàn, chân dậm bước nhưng không thể nhấc lên để chạy khỏi nhà. Từ sau bếp, một cô gái bưng cái tô thịt đầy ắp bước lên, tóc xõa rũ rượi, chân tập tễnh như đang đau đớn tột độ, hạ thân máu chảy tràn ra, từng bước đi là những vệt máu loang ra sàn nhà không ngừng. Một cơn gió thổi thốc chiếc áo cô đang mặc, làm lộ ra mảng bụng tan hoắc. Bên trong còn nhìn rõ cái đầu đứa trẻ con đang nhoẻn miệng cười tinh quái. Cô gái bước một bước thì cái đầu đọc một câu: Bà ngoại hổ báo, giết con giết cháu, uống máu nhai xương. Cứ đọc một lần là hai mẹ con lại cười ré lên một tràng, cho tới khi bước được tới chỗ người đàn bà đang ngồi. Cô ta đặt tô thịt lên trên bàn, bên trong là cơ thể của đứa trẻ nhỏ xíu đã được phân đoạn ra, các ngón tay còn co giật nhẹ. Cô khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh bà ta, nắm lấy tay bà ta rồi nói: Con mời má, má ăn đi, ăn cho hết. Hai năm trước. Lý à, ra má biểu coi. Một cô gái từ phía sau nhà chạy lên, tay còn dính đầy bèo với chuối bầm. Dạ, má kêu con cái gì không má? Con đang trộn bèo cho mấy con vịt nó ăn. Mày còn tiền không? Đưa má vài trăm coi, chịu má đưa lại cho. Dạ con còn có mấy trăm mà má, tính để mua mắm muối. Má cần chi nhiều vậy má? Coi, từ hồi nào mà mày có cái thói hổ dặn dẻo má mày vậy? Lần này tôi nghe, lần sau tao tán bợp tay đó nghe không? Thứ còn mất dạy à? Còn bao nhiêu thì đưa hết đây cho tao đi công chuyện. Lý buồn so, móc trong túi áo lấy ra mấy tờ tiền đưa cho bà Bảy. Bà giật lấy đập đập cho rớt mấy miếng bèo dính trên đó, rồi ngoe ngoảy bước nhanh ra sân, đi thẳng tới nhà bà Tư Ru. Thật ra thì có công chuyện gì đâu, bà Bảy vội tiền con gái để đi đánh đề chứ làm ăn cái gì. Ngày nào cũng vậy suốt bao nhiêu năm nay, đồ đạc trong nhà đội nón ra đi cũng vì bà. Ông Bảy không chịu nổi cũng đã sớm bỏ bà đi xứ khác. Lâu lâu ông về thăm Lý một chút rồi đi ngay. Lý bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình, sợ hãi trước chính người mẹ ruột. Cô chỉ biết chịu đựng cho qua ngày đoạn tháng, chưa một lần dám nghĩ sẽ bước chân thoát khỏi bà mẹ tai quái này. Lý làm việc quần quật ngày đêm, trồng mía trồng bắp, nuôi heo nuôi vịt. Thời gian rảnh cô còn tranh thủ đi làm mướn, bao nhiêu đó cũng đủ chi tiêu trong nhà. Còn dư ra dù chỉ đôi 3 ngàn cũng bị bà Bãi móc sạch, đem đi đánh bài đánh đề. Hàng xóm thương Lý lắm vì cái tánh tình chịu thương chịu khó, chưa bao giờ nghe ở Lý một lời thở than trách móc. Ai hỏi gì cô chỉ cười cười trả lời: Mẹ nuôi mình chứ nuôi ai đâu mà tính toán. Mới mốt lấy chồng rồi cũng đâu còn cơ hội kề cận lo lắng nữa đâu, nên bây giờ phải tranh thủ á.
Trong xóm có quán nhậu ông Sáu Râu. Trước kia ông là tay giang hồ khét tiếng. Rồi sau một trận đổ máu kinh thiên động địa, ông lui về quy ẩn, nhận một thằng nhóc về làm con nuôi, lui về cái xóm này bán quán nhậu đắp đổi qua ngày. Chẳng ai biết ông từng là ai, chỉ thấy ông chủ quán hiền queo, có thằng con lanh lợi. Hai cha con tốt tánh, gặp ai khó khăn là giúp đỡ hết mình. Thằng nhỏ vui vẻ lắm, dễ thương, nhưng cũng trắng mắt động thiên đình. Ai mà lại quán cha nó nhậu, bày đặt quậy quạng hay nhậu thiếu này kia là nó ghim. Nó kiếm cơ hội để trả thù. Nó đi bẻ sẵn trái mắt mèo, lúc tới lao chùi bàn ghế cho mấy người đó, nó trét lên chỗ ngồi, không thì trét lên yên xe đạp. Mấy ông ngắm đòn thù thì gãi như khỉ mắt phong. Nó lủi đi chỗ nào đó để cười ngặt cười nghẽo. Ông Sáu biết, nhưng chỉ rầy sơ sơ cũng đủ làm cho nó sợ ông lắm rồi. Với lại nó cũng là đứa hiểu chuyện, đâu dám làm hoài. Khách bỏ quán thì cha con nó chết đói hay sao? Còn có bữa nó xin đâu được cái ống chích của ông thầy chích heo dạo. Nó khoái lắm, chuyên môn trút đầy nước vô đó để làm súng bắn nước. Chiều tối là tụi nó xúm nhau bỏ nhựa vô cái lon sữa bò mà đốt lên. Nhựa chảy ra cháy hừng hực. Đứng từ xa xịt nước vô cái xèo, lửa bùng lên thành cột, nhìn vui mắt lắm. Bữa đó tụi nó đang chơi thì ông Năm Hèm đi tới. Ổng là khách quen của quán cha nó. Mỗi lần tới là ổng sai nó hết cái này tới cái kia. Có bữa nó lỡ làm đổ chén nước mắm ra bàn, ổng còn xách lỗ tai nó. Hên sao cơ hội trả thù đã tới. Ổng thấy cái lon lửa thì lại gần, kê cái miệng vô để mồi điếu thuốc. Nó nhắm ngay cái lon, bắn một tia nước dứt khoát. Ta nói lửa bùng lên như nổ bơm nguyên tử. Ông Năm hú hồn, bật ngửa té ngồi xuống mặt đường. Lông mi lông mày cháy khét lẹt. Tôi nhỏ ôm bụng cười lăn cười bò. Ông đâu biết tại sao lại bị như vậy. Vừa tức vừa quê, ông bỏ đi một nước, ổng quay đầu lại. Quậy thì quậy chứ nó nghĩa hiệp lắm. Bữa nó đi lấy trứng lộn về cho cha nó bán. Đi ngang qua cái mé mương nhà ông Năm Hèm, thấy thằng cháu nội của ông đang lơm khơm dưới mé nước. Thằng nhỏ mới 3 tuổi, ai mà thả cho đi tùm lum vậy không biết. Chưa kịp la thì thằng nhỏ trượt chân té xuống cái ụm. Không nghĩ ngợi nhiều, nó chỉ kịp la lên báo hiệu, rồi quăng luôn cái bịch trứng, chạy tới nhảy xuống mò tìm. May mà xong cạn, thằng nhỏ chỉ bị uống vài hớp nước. Khi người nhà chạy ra thì thằng nhỏ đã được kéo lên bờ. Mọi người xúm vô thằng nhỏ coi ngó tay chân. Quay qua thì nó đã đi dịa mất tiêu. Ông Sáu nhìn nó xách cái bọc trứng chèm nhẹp vậy, nghe nó kể lại sự tình, ông vuốt đầu nó cười khà khà. Vậy mới là con trai của tao chứ. Giỏi, chiều nay cha thưởng cho 20 đạn keo ha. Nhờ vụ đó mà ông Năm Hèm là khách ruột, nay còn ruột hơn. Mê thằng con ông Sáu thì thôi luôn, cứ kêu nó là Yết Kiêu quán nhậu. Chiều nay khi đang đứng lặt rau răm, thấy bà Bảy đi tới, ông Sáu cười cười. Hoa, bữa nay nhậu nữa hả Bảy? Dữ ác kìa. Nhậu cái gì kêu em làm luôn nè. Bà Bảy hậm hực kéo cái ghế nhựa đánh trẹt cho ngồi phịch xuống. Cho tao xị đế với 3 cái trứng vịt lộn đi. Bà mẹ nó xui thiệt chứ, ngày nào cũng thua. Cũng tại cái con trời đánh nó chứ không có ai hết. Ám quẻ gì đâu à. Nó ở trong nhà mà cái mặt lúc nào cũng như đưa đám, dạo gì nổi. Ông Sáu vừa dứt mấy cái trứng ra khỏi cái nồi nghi ngút khói, vừa cười nói. Khôi, dạo gì 3 cái số đệ đó bãi ơi. Em thấy ai dính vô cũng banh chành hết rồi. Đấy tiền đó ra quán em nhậu còn sướng hơn đó. Nói xong ông cười khà khà, quay qua lấy cái cống một xì rượu trót vô chai. Bà Bảy nạt ngang. Mày thôi cái kiểu dài đời tao đi. Tao chơi mấy chục năm nay rồi, tại chưa tới thời thôi. Biết đâu bữa nay ăn vịt lộn xả xui, mời tao trúng đậm rồi sao mày? Đứa nào nói ra là tao vô tao tán à. Thì em nói vậy thôi, chứ có dài đời gì chị đâu. Mày muốn trúng đậm nhớ ra ủng hộ em là được.
Tí à, bưng đồ ra cho cô nè con. Thằng Tí nãy giờ nghe bà Bảy đớp chát cha nó, nó đã hầm hầm cố gắng chặn ra cái nụ cười thương mại, đi tới bàn bà Bảy. Dạ con mời cô Bảy. Để đó đi. Chà, thằng này năm nay lớn bổn ha, nhiều tuổi rồi. Dạ con 13 cô Bảy. Cô Bảy hỏi tụi con đặng quýnh số đề hay gì? Bà mẹ cái thằng, tao chổi cái dép thấy cha mày bây giờ đó. Thằng Tí rụt đầu né cái nhá tay của bà Bảy. Nay còn sớm cho nên ít khách. Nó rề rà tới lui xung quanh chỗ bà Bảy để kiếm chuyện ghèo bả cho bỏ tức chơi. Bà Bảy ực một ly rượu xong, đập cái trứng vịt ra thổi dài hơi, rồi bỏ hết vô miệng, nhét cọng rau trăm vô vỏ trứng, bóp cái rượu rồi quăng ra sau lưng. Nó cười cười, xích xích lại hỏi. Cô Bảy, cho con hỏi cái này nha. Gì nữa thằng ôm con? Sao người ta ăn trứng xong phải bóp cái vỏ mà không để nguyên vậy? Bà Bảy tỏ ra thần bí. Tao nói cho mày nghe ha, ăn trứng xong mà không bóp vỏ, mày mốt xuống chết xuống dưới, diêm vương bắt gánh nước bằng hai cái vỏ trứng đổ đầy vô cái lu. Mà lấy được nước thì phải đi qua cái cầu nhỏ xíu bằng cái bàn tay vậy nè, bắt qua cái sông đầy rắn rít. Ai mà xui té xuống một cái ha, là bị nó ăn thịt khỏi đầu thai luôn. Thằng Tí ra dễ hiểu chuyện, nó gật gù. Ồ, ghê ha cô Bảy. Mà con nghe nói á, ăn trứng nhiều thì bóp hay không bóp á, mốt xuống dưới cũng bị gánh nước kiểu vậy thôi hả? Mà thí dụ mấy người ăn trứng vịt bóp hư cái vỏ rồi á, thì người ta hả, người ta thay bằng trứng cút á, bắt gánh nó cô Bảy. Bà Bảy gật gật xong sực tỉnh ra, biết thằng nhỏ này xiên xỏ mình, liền lột ngay cái dép chọi một cái về hướng thằng Tí đang chạy. Ông Sáu phải ra càng. Thôi thôi bớt nóng Bảy ơi, cái thằng ôm đó nào giỡn nó vậy, chỉ chốc nó chi. Thằng Tí, mày lo coi khách tới kìa, ở đâu cà trỡn tao đánh chết cha mày bây giờ đó. Nói xong ông quay đi, cố nhịn để không phì cười. Nuôi được thằng con thiệt mát lòng mát dạ hết sức. Bên bàn bên kia có mấy thằng choai choai đang ngồi khề khà chán chú chán anh. Một thằng đầu nhuộm vàng trái như rau bắp khiều thằng kế bên. Ê, nhậu một tăng nữa mình kéo lên sớm trên vô cái đám cưới hát trời. Tao nghe nói trên đó bữa nay có đám cưới mà người ta mướn cái vàng trống xịn lắm à. Nhà giàu mà, khách quá trời đông à, mình vô hát té người ta cũng có biết mình là bạn của dâu hay chú rể đâu. Thằng nọ quay qua xá một cái, trề môi thiếu điệu muốn đụng xuống bàn nhậu. Thôi 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 đi ông cố, để tao kể tụi bay nghe nè. Bữa nó đi hát ké đám cưới, mới đầu lên nhạc thì nhạc đi trước, nó hát trượt theo sau. Hát được một lát nó đuổi kịp nhạc, tăng tốc giọt lên hát trước luôn. Mấy ông đánh nhạc đuổi theo muốn xúc bê sườn. Vậy rồi mạnh ai nấy đua, ai xong trước nghỉ trước. Mấy người ngồi với bạn cười té nghiêng té ngửa. Má ơi, làm tao đi chung quê muốn chết luôn vậy. Ba thằng chung mâm cười khà khà, vỗ đùi chan chát. Một thằng tóc dài hỏi tụi còn lại. Ờ, vậy chứ tao đố tụi mày nè, đặc sản đám cưới ở xứ mình là cái gì? Bốn thằng còn lại ngồi suy nghĩ, đưa ra quá trời món ăn hay có trong các bàn đám cưới. Nhưng thằng này đều lắc đầu. Bốn thằng tức mình hỏi dặn lại. Chứ mày nói tụi tao nghe coi, đặc sản là cái gì? Là quánh lộn á. Tụi mày nghĩ kỹ đi, 10 đám cưới quánh lộn hết 9 đám rưỡi rồi, nửa đám kia là chủ nhà can kịp, không phải đặc sản á, chứ sao đám nào cũng có. Mấy thằng kia gật đầu lia lịa, nghĩ cũng đúng. Đi vô đám nhìn nhau kênh kênh cái cũng quánh, ganh gái cũng quánh, dành micro hát cũng quánh, gây sự kiếm chuyện ở đâu ngoài đường cũng rủ vô đám cưới quánh luôn, thiệt hết nói nổi. Thằng này đúng kiểu tóc dài thông thái, vậy mà cũng nghĩ ra được. Ba điều bốn chuyện một hồi thì năm thằng lái qua cái chuyện cậu ma xin số đề. Thằng tóc vàng hỏi thằng tóc dài. Ê, trong năm thằng á, mày là cái đứa tranh vụ này nhất. Bây giờ mày đưa ra ý kiến coi, tối nay đi xin số chỗ nào đi mày?
Thằng tóc dài ực một ly, cười nham hiểm. Tao biết chỗ này. Mã mới chết, chết hai mẹ con. Nhưng mà tối nay tụi mày đi đi, tao mắc công chuyện rồi. Để tao kể sơ sơ cho tụi bay nghe đặng biết con nhỏ nó linh cỡ nào. Số là xóm trên có hai mẹ con nhà nọ. Đứa con mới được 2 tuổi. Với hai mẹ con bơi xuồng đi đâu đó không biết mà bị chìm mất dạng đi. Người ta mò tìm thì gặp xác bà mẹ ôm đứa con cứng ngắc ngồi dưới lòng sông. Phải khó khăn lắm mới lấy trụ bóp cho cô ta thẳng chân ra mà nằm được. Nhưng ngặt một nỗi, hai cái xác ôm chặt cứng lấy nhau, không có cách nào tách ra. Người ta chôn luôn xác hai mẹ con một mộ. Sáng đó chôn thì tối có 4 ông lò dò lại xin số. 3 ông nguyên vẹn, có mỗi một ông bị tật ở chân, phải xài chân giả. Không biết ai bày cho, 4 ông thần xách theo một chai máu chó mực, một con gà trống, một cái ống tre rỗng ruột với mớ vàng mã nhang đèn. Đi tới nơi, một ông xung phong đóng cái ống tre xuống ngay đầu mộ, rồi đổ máu chó xuống. Bài đồ cúng nhang đèn xong xuôi thì cả 4 chờ đợi kết quả. Khi đi khí thế bừng bừng, thề sống thề chết, anh em tình nghĩa có nhau, thà chết chứ không chịu hy sinh. Nhất quyết có gì xảy ra cũng không bỏ anh em mà chạy. Vậy nên 3 ông lấy dây xích khóa chân nhau vô cái cây chuối hột gần đó, liền luôn chịu khóa xuống mương. Riêng ông kia thì tháo cái chân giả liền qua một bên. Tầm 10 phút sau, trong cái bóng đêm đen leo lét ánh đèn cậy với mấy cây nhang, biệt đội anh hùng nhìn chăm chăm vô cái mã đất mới đắp. Chợt có một bàn tay thò lên, rồi một bàn tay nữa, rồi cả thân người trắng toát cũng lờm cờm bò lên. Có cả một đứa nhỏ bám chặt ở trên ngực. Cô ta chụp lấy con gà mà xé, ngước mắt nhìn cả đám lúc này đang muốn đái cả ra quần. Chịu hết nổi, 3 ông kia không còn biết trời trăng mây nước, giật gãy luôn cây chuối, kéo lê nhau mà chạy về nhà. Còn mỗi cái ông kia ở lại, chân tay lập cập, lết vô bụi chuối mà trốn. Bà Ma xé xong con gà thì từ từ lướt lại chỗ bụi chuối. Bà vừa cười vừa nói: Con còn đói hả? Chưa hết đồ ăn mà. Mới ăn xong con gà, còn một con nữa trong bụi chuối này nè. Nói xong câu đó, bà cũng vừa lướt tới, vòng ra sau lưng ông nọ, lè cái lưỡi ướt nhẹp dài ngoằng liếm vô cổ ông ta mấy cái. Lúc này đã quá sức chịu đựng, ông nọ gục luôn xuống ngất liệm đi. Sáng ra người nhà đi kiếm thì thấy ổng vẫn còn nằm trong bụi chuối, nhang đèn bài la liệt chỗ đầu mã. Còn có một con gà mái đang la quang quát ở gần đó nữa. Sau khi về nhà, ổng nghe ngứa ngứa ở sau cổ, mới kêu vợ lại coi là cái gì. Vợ lật ra thấy một con số là 01 đỏ tươi. Ổng mừng như cờ gặp gió, lật đật chạy tuốt qua xóm này, lại nhà bà Tư Rô đánh một kẹo thiệt đậm. Chiều đó bà Tư Rô chung tiền số cho ổng muốn bể nợ luôn. Nghe xong câu chuyện, thằng tóc dài chúc Hà một câu: Tao thấy cũng có ăn đó, tụi mày thử đi, biết đâu đổi đời rồi sao. Thôi nghĩ mẹ nó đi, tao nghe mà mắt muốn đập mày ghê luôn. Ý sao mà xúi anh em vô chỗ hiểm như mày. Cả đám bên kia nghe lôi nhôi, riêng bà Bãi bên này thì đang ngồi lai trai cho quên đời, đầu óc lơ mơ nghĩ coi ngày mai đánh con gì. Thì chợt có ai đó vỗ vai: Má vợ, này làm gì ngồi nhậu của mình ên vậy? Vợ con đâu? Mày là thằng nào? Đâu lại đây mà ăn nói xí mứng vậy mày? Con Hai Vàng, con út tiện của sớm nè. Má không nhớ con gì trơn. Mày đừng có tào lao nha, kêu vậy mất duyên con gái tao hết đó nghe mày. Trời ơi, có gì đâu. Mấy mốt con qua cưới Lý về rồi, con không kêu má Lý bằng má vợ, chứ kêu bằng gì? Nghe tới đây, biết thằng này để ý con mình, bà Bãi cười cười. Cưới được rồi hả nói mày? Con tao là con gái một, cục vàng cục bạc của tao đó nghe mày. Trời ơi, má vợ cứ lo xa, chỉ cần má cho phép con tới lui với Lý thôi. Tới còn cưới hả?
lý bao nhiêu ký thì lụa là tiền bạc con dân lễ bao nhiêu ký, thề luôn đó. Bà Bãi với thằng Vàng nhìn nhau cười khùng khục, cụng ly đánh cướp. Nó giống là con nhà giàu nước tiếng cái vùng này, nhà đất đai mấy trăm công, đi thăm đất phải đi bằng xuồng máy. Ở cái xứ mà người ta làm quần quật chỉ đủ ăn đủ mặc, thì nhà nó mỗi người có một chiếc xe máy, người làm ra vô tấp nập. Nó biết lý, qua một lần mẹ nó mướn người nhổ bông súng để bỏ mối cho chợ tỉnh. Nhìn cô gái với gương mặt trái xoan, đôi mắt một mí nhưng to rõ, cộng thêm cái mũi dọc dừa, chân mày vòng nguyệt tôn lên một nét đẹp rất riêng. Tuy con nhà nghèo dãi nắng dầm sương, nhưng Lý có làn da trắng như ngọc, tóc đen dày như suối, dáng người mảnh khảnh. Nếu không mặc trên người bộ đồ cũ lắm lem bùn đất, chắc cũng không ai biết cô là con nhà nghèo. Thằng Vàng mấy lần gạ gẫm, nhưng Lý đều tìm cớ lẩn tránh đi. Nó tức lắm, cho nên hôm nay nhân cơ hội nó mới tiếp cận bà Bãi để lấy lòng bà trước. Chả là nó cũng chung hội với bà Bãi nên hiểu bà khác tiền như thế nào. Công tử con nhà trọc phú, dù ăn chơi tới đâu cũng không thể hết được cái cơ ngơi đồ sộ. Bỏ ra ít đồng để hòng chiếm lấy thứ mình muốn, so ra cũng thấm tháp gì đâu. Nó rút trong túi ra một xấp tiền phe phẩy trước mặt, nhìn bà Bãi với gương mặt cân cân, nó nhả ra từng tiếng một. Cái chầu này con trả, còn ngày mốt á, má vợ biểu Lý đem chục bắp lên cái chòi ruộng bán cho con nha. Bà Bãi hiểu ý, hơi lưỡng lự, nhưng rồi nhìn mớ tiền đang tung xòe múa mai trước mặt, bà không thể dằn lòng, vội đưa tay chụp lấy nhét luôn vô túi, mặt hớn hở. Nhưng mà mày phải có trách nhiệm với con nhỏ nghe không, không là tao quậy nát luôn cho mày hay đó nha. Ôi xin má vợ yên tâm đi, chủ yếu là gạo nấu thành cơm để Lý chịu về làm vợ con thôi. Yên tâm đi, má vợ chỉ cần làm theo con, bao nhiêu tiền con chi được. Trong lúc đó, ngoài rẫy bắp nhà bà Bảy, Lý và Hải đang ngồi đối mặt với nhau trên bờ cỏ. Ráng chiều hắt lên một vệt đỏ lên trên nền trời đang dần tối. Xa xa có vài cục khối đốt đồng bốc lên, thoang thoảng mùi thơm thơm, dịu dịu. Người đi ruộng về thấy đôi trai gái ngồi đó thì ý ới chọc kẹo. Sớm này còn ai mà không biết Hải và Lý quen nhau. Bà Bãi cũng biết nhưng cố ý làm lơ. Chị bà chê Hải mồ côi, nghèo rất mồng tơi, có cưới về cũng đâu lo đủ tiền cho bà đánh đề. Mặc cho bà Bãi như vậy, đôi trẻ vẫn quấn quýt không rời, đi đâu cũng có nhau. Lý làm gì Hải cũng theo đỡ đần vì sợ người yêu vất vả. Quen nhau 3 năm, đến cái nắm tay hai người còn ngại ngùng e ấp. Hải là dân miền Đông, cha mẹ anh vắng số, để anh lại cho bà nội. Hai bà cháu dắt díu nhau về cái xứ này cũng được hơn chục năm, thì bà nội cũng bỏ Hải mà đi. Một thân một mình bơ vơ, ai mướn gì Hải làm đó. Trong một lần đi nhổ mạ mướn thì Hải gặp Lý. Mấy anh dưới ruộng nhìn lên, thấy Lý đang đánh lá mía trên bờ dòng thì huýt tai, biểu Hải họ ghẹo. Hải cười cười đứng thẳng lưng lên, rồi cất giọng như vậy: trời mưa sập xuôi, con dế nhủi nó lủi vô hang, thương nhau chẳng nệ giàu sang, miễn tâm đầu ý hiệp, anh đón nàng về dinh. Lý giống dịu dàng nhưng cũng được cái hòa đồng với mọi người. Cô đứng lên, tay vẫn còn cầm nắm lá mía, hò mà đáp lại như vậy. Sông sâu nước chảy, anh quăng chài con cá nó nhảy, em thấy em thương. Đời quân tử chinh chiến ngàn phương, hồng nhan chung thủy, còn thương thì dìa. Tiếng vỗ tay họ treo vang cả cánh đồng, ai cũng ra sức tác hợp cho hai người. Lâu dần tình cảm nảy nở, đôi trẻ yêu nhau lúc nào không hay. Nhiều lúc ngồi gần nhau, Hải thủ thỉ: phải chi má em dễ một chút, anh xin làm cái đám nhỏ trước em về. Mà má khó quá à, anh làm dành dụm không biết tới chừng nào mới cưới được em nữa.
Thì bây giờ anh ráng đi, rồi từ từ mình thuyết phục được má thôi à. Biết đâu má thấy anh thiệt bụng, má thương anh như thương em luôn rồi sao? Hái nhẹ nhàng cài một chùm bông lý hương lên tóc của Lý, vuốt nhẹ tóc người yêu, anh cười nói. 11 mừng đám cưới á, anh bẻ hết bông lý hương của xứ này trải đường trước dâu. Có mới nói nha, tới đó mà không có, em bắt anh uống hết nước sông mới được trước dâu á. Chàng ơi, ác dữ thần ôm không? Thôi rồi, kiểu này 11 cưới gì á, chắc bị hành banh xác quá. Tiếng cười trong trẻo của Lý vang lên, không gian như sáng bừng lên bởi âm thanh tinh khôi đó. Phàm trên cõi đời này, không ai lường trước được điều gì. Thôi thì cứ sống an nhiên tự tại, hạnh phúc trong tay cứ tận hưởng, được đến đâu còn tùy vào phước phận của mọi người. Trưa đó, bà Bãi réo Lý như trái nhà. Lý à, mày đâu rồi? Ra đây má biểu coi. Dạ má, con đang cho heo ăn. Má kêu con có gì không má? Mày đi ra ngoài rẫy, lựa chục bắp, đem qua bển cho cậu Vàng coi. Ồ, bữa nay cậu Vàng có ăn bắp nữa hả má? Dữ ác không cái con này. Cậu Vàng con ông Tiền, chứ có phải cậu Vàng ông Hạt đâu mà không biết ăn bắp. Hối cái gì mà ác nhơn vậy? Tôi đi nhanh đi, cậu kêu đem ra chòi ruộng cho cậu đó. Lý khó hiểu, nhưng vẫn cặp nách cái rổ, đội cái nón lên đầu đi bẻ bắp. Bước nhanh qua hướng ruộng nhà ông Tiền, tới cái chòi canh, Lý mới cất tiếng. Dạ có ai trong chòi không? Tôi đem bắp qua cho cậu Vàng, cậu có dặn chục bắp biểu đem qua đây nè. Một thằng con trai mặc quần sọt áo thun bước ra, tóc trẻ ngồi giữa, mặt đẹp trai, mỗi tội cười lên mặt điểu không diễn tả được. Nó ngoắc ngoắc Lý. Lý, vô đây nè, luộc giùm tôi cái, tôi không biết luộc sao trơn. Lý ngập ngừng không muốn bước vô. Thằng Vàng đi ra, nắm tay Lý, kéo vô, vừa đi vừa nói. Khổ ghê đó, tôi có ăn thịt ăn cá gì tên gì Lý đâu. Tại bữa nay có mình ơn nè, chứ không thì kêu thằng ở nó luộc, chứ đâu có phiền tới Lý vậy đâu. Lý dặn tay hắn ra, đi theo vô chòi. Nói là cái chòi, chứ thật ra nó còn trọng hơn cái nhà của mẹ con Lý, đầy đủ tiện nghi. Thằng Vàng đòi má nó cất cho nó, để tiện ăn nhậu bài bạc, đỡ bị ông Tiền la chửi. Thấy có cái lù nước trước cửa chòi, Lý lấy cái son treo trên vách, định đi ra đổ nước vô luộc bắp. Thời cơ tới, thằng Vàng nhào tới ôm Lý từ phía sau. Lý thất kinh la lên, đẩy mạnh nó ra mà không được. Mày tính làm gì? Buông tao ra không? Mày mà làm bậy á, tao sống mái với mày đó. Phải mạnh mẽ vậy đó, anh mới thích, biết không cưng? Đúng rồi đó, anh thích cưng lâu lắm rồi, mà hôm nay mới có cơ hội. Chiều anh đi, anh kêu cha má qua trước em về làm mợ cả trong gia phả nhà anh nha. Lý ra sức giải dụa, la hét trong cơn vô vọng. Trời bất chợt đổ mưa tầm tã. Là ông trời cũng khóc thay cho Lý, hay là muốn dập tắt đi âm thanh ai oán đó? Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng chốc lát sau đó, có người con gái thất thiểu đi về. Nước mưa cuốn trôi đi cả nước mắt, dập tắt hết những ước mơ của đôi quyên ương bao ngày xây đắp. Lý không về nhà, mà đi thẳng ra ngoài trải bắp nhà mình, ngồi đó dầm cho hết cơn mưa, phơi luôn cái nắng chiều nhẹ nhẹ. Đầu óc trống rỗng, Lý muốn suy nghĩ, cũng không biết phải suy nghĩ điều gì. Chợt có một bàn tay đặt nhẹ lên vai Lý. Em, sao ngồi đây vậy? Ui, sao mình mấy ướt nhẹp hết vậy nè? Đó là Hải, anh mới đi phát cỏ ruộng về ngang, thì bắt gặp Lý đang thẫn thờ. Lý nhìn Hải, bất chợt hai hàng nước mắt ẩn ật trào ra, rớt xuống như nước mưa. Hải bối rối chùi chùi hai tay vô ngực áo, rồi đưa lên chùi nước mắt cho em. Ánh mắt anh lo âu nhìn chăm chú cho người con gái mỏng manh đang ngồi trước mặt. Đột nhiên trong dạ anh xót xa, anh linh cảm có chuyện không lành. Hai tay anh gấp gáp nâng mặt Lý lên mà hỏi dồn. Em làm sao nói anh nghe đi? Ai làm gì em? Làm ơn nói với anh đi mà Lý. Lý tránh ánh nhìn xót xa đó của Hải. Cô quay đi,
ôm ngực khóc nức nở. Và rồi dường như không thể chịu đựng được thêm nữa, Lý gục ngất trên ngực của Hải. Anh hốt hoảng xốc Lý chạy học tóc về nhà bà Bảy. Vừa hay bà mới đi đánh bài về, thấy cảnh đó bà cũng giật mình, mau mau mở cửa cho Hải vô nhà. Sau khi đặt Lý xuống, Hải bước ra cửa để bà Bảy thay đồ cho cô. Xong xuôi bà bước ra hỏi: rốt cuộc là có chuyện gì mà con Lý nó bị như vậy? Mày làm gì nó hả? Dạ không phải gì vậy. Con đi mần gì á, thấy Lý ngồi khóc ở chỗ cái rẫy bắp, con lại con hỏi một hồi á thì Lý xỉu luôn hả? Dường như đoán ra được chuyện gì, bà Bảy xua xua tay: thôi mày về đi, tao đợi con Lý tỉnh lại tao hỏi ngọn ngành. Mày mà có dính líu gì tới chuyện này á là mày chết với tao à. Không chờ cho Hải nói thêm điều gì, bà Bảy đóng cửa lại cái ầm, như muốn đuổi anh về nhanh thêm chút nữa. Hải tiêu nghĩu quay đi, lòng dạ rối bời, vừa thương vừa lo cho người yêu. Trong nhà lúc này Lý đã dần hồi tỉnh. Bà Bảy giả bộ quan tâm, đi tới gần hỏi han: mày sao vậy con? Làm gì mà xỉu ngang để thằng Hải nó ẩm gì đây? Nó làm gì mày? Mày nói má nghe má bẻ cổ nó cho. Lý lúc này tâm trạng rất mệt mỏi. Cô nói trong tiếng thở dài: không có gì đâu má, con thấy hơi mệt thôi. Má cho con ngủ một chút là hết. Vậy thôi ngủ thêm chút nữa đi. Heo quéo rồi để má lo cho. Chút nữa má nấu cho miếng cháo. Thực ra trong đầu của Lý, cái suy nghĩ bị má lừa gạt tới chỗ của thằng Vàng cứ lởn vởn. Nhưng thấy má quan tâm nhiều như vậy, cô cố tình gạt đi, cố gắng bám víu vô cái tình cảm mẹ con thiêng liêng đó mà sống. Cô sợ giờ cô buông tay, má cô sẽ đau khổ lắm, rồi ai chăm lo cho bà sau này. Rồi chợt nghĩ tới Hải, Lý chợt giật mình thẳng thốt: thời gian sau này cô phải đối mặt với anh ra làm sao đây? Ngày hôm sau, cô quyết định nói hết với Hải, khuyên anh hãy tìm cho mình một người khác xứng đáng hơn để yêu thương chăm sóc. Mặc dầu những lời nói đó thốt ra trong tiếng nấc nghẹn, với hai hàng nước mắt rơi không ngừng, Hải mới thực sự là kẻ đáng thương. Anh gượng cười xoa xoa đầu Lý: sao em khờ vậy? Tự nhiên miếng ngọc trong tay mình bị người ta cướp đi đeo một ngày rồi quăng. Mình tìm lại được thì mình cất kỹ hơn chứ, cớ chi mà phải bỏ. Đừng có nghĩ dại, mình thương nhau 3 năm chứ đâu phải một ngày một bữa. Anh thương, anh tin, anh trân trọng em, hiểu không? Lý không tin vào tai mình. Người đàn ông bên cạnh cô lại có thể cao thượng tới vậy sao? Có phải cô đang mơ hay là không? Thấy Lý cứ ngơ ngác nhìn mình, Hải cười tươi nhéo mũi cô, rồi ôm chặt cô vào lòng, như sợ cô sẽ bị người ta cướp đi mất một lần nữa. Ngước mắt nhìn trời, tim anh đau nhói, xót xa. Cách đó vài chục thước, thằng Vàng nghiến răng, tay nắm lại rung lên bần bật. Sau bao nhiêu cố gắng, cưỡng ép, cuối cùng nó vẫn trắng tay. Không được, nó không thể thua cái thằng mồ côi khố rách áo ôm đó được. Nó quay đi, ánh mắt như tia lửa cháy bừng bừng. Về tới nhà, nó hậm hực ngồi phịch xuống bầu trường kỷ. Ông Tiền bước ra dòm thằng con lâm lâm: ai trong cái nhà này làm gì mày? Mà mày về nhà mày làm cái mặt như cái mặt trận vậy? Tối ngày ăn rồi chơi bời, không có phụ giúp được cái gì hết. Công chuyện nó thì đằng đằng đi đi. Mày coi cỡ tuổi mày, người ta vợ con đề quê rồi, chứ không có ai long nhong như mày hết trơn. Thì cha cưới đi về cho con đi, cho con lo mần ăn, không chơi bời nữa. Dữ ác không? Con Lý là con nào? Con của ai? Ở đâu? Lý con bà Bảy sớm bệnh, chứ có đâu xa đâu cha. Trời đất thánh thần ơi, hết chỗ lựa vợ rồi hả mày? Mày cưới cái con đó nó gì à? Đủ lo cho má con nó đánh đề với xè quạt không? Không có, Lý hiền lắm cha ơi,
đẹp người đẹp nết, lo mừng ăn mà nói chuyện dễ thương nữa. Con chấm chỉ có số 1 thôi. Vậy thì không được rồi. Người ta nết na như vậy thì ai đâu chịu mày. Tao thấy khó đó. Đâu mày hỏi má mày coi. Bà Tiền vén cái màn trúc bước ra, tay phe phẩy cây quạt giấy, liếc thằng con một cái dài sọc. Tao nghe bà mối nói con Hai Ngọc tiệm vàng trên huyện cũng đẹp gái lắm. Tao tính đi dạm hỏi cho mày đó. Thôi con không chịu đâu. Con thương Lý nha. Đứa khác đẹp cỡ nào cũng được. Má cưới Lý cho con đi. Không là con bỏ nhà con đi luôn cho má coi đó. Coi, hay quá hay mày. Tao điều tra đó thì nghe nói con Lý nó thương cái thằng mồ côi kia rồi. Giờ mà thí dụ mày thuyết phục được nó chịu mày thì tao cưới. Còn không á hả, thì mày phải đi cưới con ông Ngọc cho tao. Cả tuần nay, ngày nào bà Bảy cũng chăm sóc con gái tận tình, lo từng bữa cơm ly nước, không để Lý động tay vô bất cứ công chuyện gì. Bà lấy lý do là cô còn mệt chuyện hôm bữa nên phải tiếp tục nghỉ ngơi. Bữa nay cũng vậy, bà bưng ly nước cam tới trước mặt Lý rồi đon đã. Con gái, uống đi con, uống cho mau lợi sức. Cam má mua của dì Hai ngọt lắm, uống đi con. Lý thực sự không quen với cái giọng điệu này của bà Bảy. Với lại mấy ngày nay, ngày nào uống xong ly nước của bà pha một chút thì cô cũng buồn ngủ hết, cứ như người mất ngủ lâu ngày vậy. Lý giả bộ nói với bà Bảy: Má, con hơi lạc miệng, má cho con lợi tiệm dì Hai mua bịch xí muội nghe. Thôi mẹ ở nhà đi, nắng nồi muốn chết mà đi đâu, để má đi cho. Con ở nhà coi uống hết ly nước cam đi rồi má về. Bà Bảy đi một chập, cố ý đi lâu một chút mới quay về. Về tới cửa, đã thấy thằng Vàng đứng đợi sẵn từ bao giờ. Bà ghé mắt ngó vô, thấy Lý đã ngủ say. Lúc này bà mới yên tâm. Rồi mày tính làm vậy tới chừng nào? Ngày nào cũng chuốc thuốc ngủ con tao á, chắc nó khùng luôn quá. Trời ơi má vợ, khùng cái gì mà khùng. Chờ cho Lý có bầu chịu lấy con, rồi cha má con chịu đi cưới. Chứ thì thôi chứ ai vậy làm vậy hoài đâu. Má nghĩ đúng không? Với lại ngày nào con cũng đưa má 1 triệu đánh đề, ngon quá trời rồi còn than thở gì nữa. Đi đè tiền nè, má đi đánh đề giải sầu đi, để vợ con nhà con chăm sóc cho. Nói xong, thằng Giang đẩy vai bà Bảy đi ra sân. Nó thì rón rén mở cửa bước vô. Cửa vừa hé thì một người trong nhà giọt lẹ ra sân, chạy thiệt nhanh về hướng bờ sông. Thì ra là Lý không bị dính thuốc mê. Cô nghi ngờ nên giả bộ gạt bà Bảy đi ra khỏi nhà, hất ly nước ra cửa sổ rồi nằm xuống nhắm mắt như ngủ. Nằm trong nhà nghe được từng câu từng chữ hai người thốt ra, Lý chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay vì cái sự nhục nhã ê chề. Nhưng nghĩ tới Hải, tới những lời anh nói ngày hôm đó, Lý quyết định phải đi khỏi cái nơi quỷ quái này, thoát khỏi bà mẹ ác nghiệt. Vừa chạy vừa khóc, ngoái nhìn thấy thằng Vàng với bà Bảy đuổi theo đằng sau. Lý mạnh dạn tăng tốc rồi phóng xuống sông mất khúc đi. Ở trên bờ, bà Bảy gào kêu tên con trong cơn bực tức. Lý làm vậy chẳng khác nào hất đổ chén cơm của bà. Thằng Vàng mau chóng chạy đi kêu người mò tìm Lý. Dân sớm nghe động cũng chạy ra bu đen hai bên bờ. Có người nhảy xuống để phụ kiếm, hy vọng Lý vẫn còn ở đâu đây. Trong số đó có chú Sáu Râu. Chú lặn ra xa để tìm kiếm. Lần mò tới chỗ đám sậy, chú thấy có ai đang núp trong đó. Là Lý. Chú định kêu lên, Lý chắp tay xá chú lìa lịa: Con lại chú Sáu, chú đừng có la lên. Mẹ con bán con cho thằng Vàng, con phải trốn chú ơi. Chú làm ơn đi chú, con đổi ơn chú suốt đời này. Chú Sáu không nói không rằng, bơi ngược lại chỗ mọi người đang đứng. Lúc này thằng Vàng cũng chạy ra tới. Nó ngó nghiêng giáo giác xung quanh. Bất chợt chú Sáu la lên: Chị Bảy ơi, tôi thấy có đứa con gái tướng giống con Lý quá trời. Nó chạy bên bờ bên kia kìa. Chú vừa la vừa chỉ về hướng ngược lại với Lý. Bà Bảy với tụi thằng Vàng tất tả chạy dí theo.
bà con cũng hướng mắt về phía đó mà ngóng. Lý nhân cơ hội mò theo bờ sậy, chạy tuốt là nhà hải, trốn nhanh vô cái bộ lúa. Được một lát, bà bãi với thằng Giàng kiếm không có lý, cũng chạy tới nhà hải mà la lối. Thằng Giàng đạp cửa xông vô, nhưng hải chưa đi làm gì. Hai người dò xét một hồi, không thấy có gì bất thường, thì quay trở ra, hậm hực không thôi. Chờ cho yên ắng, Lý mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nước mắt cô mới có thể an tâm mà trào ra. Gương mặt lấm lem đất sình, nay lại nhòe nhẹt nước. Nếu ai mà có chứng kiến được, cho dù trái tim có sắt đá tới đâu, chắc cũng phải tan nát vì thương cảm cho cô. Chiều đó hãy đi làm gì, suýt chút nữa đứng tim vì bộ dạng của Lý. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, anh đấm ngực thầm thập, hận không thể băm dầm hai kẻ ác ôn đó ra. Nếu bây giờ anh trả thù rửa hận thì cũng được đó, nhưng còn Lý thì sao? Cô sẽ ra sao nếu thiếu anh? Càng nghĩ, lòng Hải càng đau đớn. Anh quỳ xuống nấc nghẹn. Em tha thứ cho anh ngàn Lý. Anh hèn nhát, không giúp em lấy lại được công bằng. Khờ quá, em hiểu mà. Chỉ cần mình có nhau là được. Em không cần chi hết, em chỉ cần anh thôi à. Đêm đó hai người dắt díu nhau đi, bỏ luôn cái xứ sở đau thương này, hứa với lòng sẽ không quay trở lại lần nào nữa. Đi tới một vùng đất mới, hãy đem hết số tiền dành dụm ra, mướn một miếng đất, cất cái chòi nho nhỏ trước bàn thờ bà nội với cha mẹ của Hải. Hai người quỳ xuống lại ba lại thắp nhang dâng trà, cũng coi như là một cái lễ ra mắt đấng sinh thành cho hai trẻ chung sống. Hải cuốc đất cho Lý trồng rau, nuôi gà đặng đem ra chợ bán. Anh thì mua một chiếc xuồng, chài lưới kiếm thêm thu nhập, để vợ chồng không phải cực khổ cái ăn cái mặc. Một năm sau Lý cấn bầu, Hải sướng trơn chạy đi khoe khắp xóm. Ai cũng mừng, thương cho đôi vợ chồng trẻ chịu thương chịu khó. Không biết ở đâu về xứ này mà dễ thương quá chừng, lo làm ăn, vui vẻ với làng xóm. Chưa bao giờ nghe thấy tiếng cãi giả, người cho ký đường, người cho lon sữa, biểu đem về bồi bổ cho vợ. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, thật sự đã chọn đúng nơi để dừng chân rồi. Mấy lúc rảnh rỗi, hãy nằm ôm bụng vợ thủ thỉ. Em nghĩ con của mình là con trai hay con gái? Hay tôi sanh một cặp luôn đi, nuôi một lượt cho khỏe ha. Sanh một lần thôi, chứ sanh hoài còn gì vợ anh nữa. Cái anh này làm như em nặng được con vậy. Mà anh muốn đặt tên con là gì? Con trai thì em thích tên Hiếu, con gái thì em thích tên Dung. Hiếu là trong Trung lễ nghĩa hiếu tính á, còn Dung là trong Công dung ngôn hạnh. Anh thấy hay không? Ừ, được em. Ừ, hay là mình sanh luôn năm trai bốn gái đi, xong cái mình đặt hết mấy cái tên đó luôn. Nghe em nói anh khoái ghê á. Chà, anh mà nuôi nổi, em sanh luôn 20 đứa luôn, chứ nhiều đó nhảm nhò gì. Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn nhà nhỏ. Hạnh phúc quá, bình an quá. Rồi mai này có thêm tiếng cười con trẻ, nơi này mới thực sự là mái ấm, là bến đỗ bình an. Vài tháng sau, lúc bụng đã khá lớn, cô nhớ mẹ, lần mò biên thư về hỏi thăm tình hình. Nhận được lá thư trả lời, cô bàng hoàng cả người. Trong thơ bà bãi viết: Lý à, má biết những lỗi lầm má gây ra cho con là không thể bù đắp. Khi con nhận được lá thư này, không biết má còn sống trên đời hay không nữa. Má hiện tại bệnh tình chắc không qua khỏi, má hối hận lắm. Nghĩ mà thương hai vợ chồng con. Nếu hết giận má thì hai đứa về đây cho má gặp lần cuối. Nếu không kịp thì đốt cho má cây nhang má cũng vui rồi, má của con. Hai vợ chồng lập tức khăn gối lên đường trở về. Về tới nơi thấy bà bãi ra đón, mấy mẹ con mừng mừng tủi tủi. Quả nhiên nhìn bà yếu ớt đi hẳn. Bà vuốt vuốt cái bụng của Lý,
Chàng ơi thấy ghét không? Chừng nào ra gặp bà ngoại được đây, chó con của bà. Dạ gần 2 tháng nữa đó má, vợ chồng con cũng đang trông nè. Ừ à, mà bay chích ngừa thai sản gì chưa? Người ta cỡ này là chích mấy bận rồi đó. Ủa, có chích nữa hả má? Con không biết. Thí dụ mình chích thì chích ở đâu má? Để mời bà má dẫn mày đi. Chỗ bà bác sĩ Xuân, bà chuyên đỡ đẻ, mát tay lắm mà nghe. Bà có chích ngừa thai sản luôn đó. Dạ, mà má thấy trong người sao rồi má? Hay thôi để vợ chồng con tự đi được rồi. Bây giờ là má khỏe re, đừng có lo gì. Ờ Hải à, mời má với con Lý đi công chuyện. Bây ở nhà ra ngoài đám đước á, đốn mớ cày đóng lại cái chuồng heo cho má nghe con. Nó xúc xổ tùm lum hết trơn rồi. Dạ má cứ để đó cho con. Thôi má với vợ con nói chuyện đi, để con đi nấu cơm cho. Cái thằng được hết sức hả. Vậy rồi trưa ngày hôm sau, bà Bảy dắt Lý lên phòng khám sản khoa trên chợ huyện. Thấy bà bác sĩ gật đầu mỉm cười. Bà Bảy quay qua nói với Lý: con đây chích xong chợ má nha, má đi ra chợ mua chút đồ cho em bé, bùa trước để tới đó khỏi lụp chụp. Lý ngoan ngoãn nghe theo. Chích xong mũi thuốc, chờ thêm cả 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bà Bảy đâu. Lý sốt ruột đi tới đi lui. Chợt cô nghe bụng đau âm ỉ. Được một lát thì bắt đầu đau quặn lên. Ê dạ, cô Xuân ơi, con đau quá. Cứu con với cô Xuân. Bà bác sĩ Xuân chạy lại, vội đỡ Lý vô phòng. Lúc này bà Bảy cũng vừa về tới. Thế vậy bà hốt hoảng: Trời ơi con tôi, nó sao vậy cô Xuân? Như có dấu hiệu sanh non rồi, phụ tôi đỡ lên bàn gấp đi. Hai bà nhanh nhẹn đỡ Lý lên cái bàn xanh. Bà Xuân hỏi: phụ tôi cột tay chân nó vô, để tránh nó quậy đạp tôi không có làm được. Lý thấy làm lạ, nhưng lúc này đã quá đau, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cô gắng gượng nói với bà Bảy: Má nhờ người dìa kêu chồng con lên má ơi, con đau quá má. Ráng đi con, không sao đâu, má kêu chồng con lên với con nghe. Đã xong tất cả những thứ cần thiết, bà Xuân đuổi bà Bảy ra ngoài. Đứng bên ngoài, bà chỉ còn nghe tiếng trên thang của Lý. Thật lâu sau, bà Xuân chạy ra chụp lấy cái điện thoại bàn. Alo, cho tôi một chiếc xe cấp cứu gấp qua phòng khám bác sĩ Xuân. Bệnh nhân này mất máu lắm. Bà Bảy nghe vậy chạy vội vô trong phòng. Bà Xuân kéo lại nhưng không kịp. Đập vào mắt bà là Lý đang nằm rũ rượi, hạ thân máu chảy ồ ạt. Trên khay inox là những bộ phận của cái thân thể bé xíu. Bà làm cái gì vậy bà Xuân? Trời ơi con gái tôi, con gà đẻ trứng vàng của tôi. Thì tôi theo lời bà chích thuốc dục sanh cho nó, mà cái thai nó bám quá không có trôi ra được, tôi mới phải lấy kéo cắt lôi ra. Ai ngờ máu nó chảy dữ quá. Nằm trên bàn xanh, từng câu từng chữ của hai người đàn bà trước mặt như từng nhát dao xoáy sâu vào trái tim của Lý. Cô liệm người đi, tai buông thõng, hơi thở như ngọn đèn lụng tim, chập chờn rồi tắt liệm. Còn ở nhà lúc này, Hải đang lúi húi bên trong cái đám đước để tìm cây dừa ý. Chợt có ai đó vỗ vỗ vai anh. Anh quay người lại thì một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt. Hải lảo đảo, chưa kịp định thần đã ăn thêm một kệ vô đầu. Trước khi nhắm mắt đi, anh chỉ kịp nhìn thấy thằng Giang đứng đó nhìn anh, nhếch mép cười đầy gian ác. Nói với bà Bảy đã bàn nhau từ trước, dụ Hải ra đây để nó xử lý, còn phần của Lý thì để bà Bảy với bà Xuân. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên đầy gấp gáp, khiến cho dân đang đi phải dạt sang hai bên đường. Bên trong xe, bà Bảy lo lắng nhìn Lý. Cũng không phải bà quan tâm gì tới con cái, chỉ là bà sợ Lý mà có mệnh hệ gì thì bà mất đi một nguồn thu nhập dồi dào. Xe đậu phịch trước phòng cấp cứu, nhưng mọi người đang có vài ca tai nạn nên hơi chậm trễ.
Một người đàn ông cao to thế vậy lại xốc Lý lên tay. Ủa trời đất ơi con Lý, Sao vậy con? Mọi người tránh ra, cứu cháu tôi với bác sĩ ơi. Đó là chú Sáu Râu. Thằng Tí sáng nay bị đau ruột thừa, phải mổ cấp cứu. Chú đợi sốt ruột quá nên lang thang đi tới đi lui, trùng hợp sao gặp mẹ con Lý ở đây. Bồng Lý vô phòng cấp cứu rồi quay ra, người chú lúc này đã đầy máu là máu. Chú thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế chờ. Người Lý đã lạnh toát, ôm trong mình mà không nghe nổi một nhịp thở của con nhỏ nữa. Lý được đẩy thẳng xuống phòng pháp y. Bà bãi ở đây bắt đầu làm loạn, gào khóc kêu tên bà Xuân. Bà Xuân ơi, bà trả con lợi cho tôi. Trời ơi bà Xuân, bà giết con tôi rồi. Bà không hồn thì trả cho tôi 50 triệu, không là tôi cho bà ở tù rục xương. Bóp lên một tiếng, bà bãi ăn ngay một bạt tay, té lăn quay xuống nền bệnh viện. Mọi người nhìn theo đầy hả hê. Người ra tay chính là chú Sáu. Chú chỉ mặt bà nghiến răng. Thứ đàn bà khốn nạn, bà bán nó bao nhiêu lần rồi, bà nhớ nổi không? Bây giờ bà bán luôn xác đó để ăn giọng hả? Giọng thứ cành cành mà. Bà bãi vừa đau vừa quê, lẻn đi mất dạng. Sau hôm đó, kết quả pháp y cho thấy Lý chết do bị mất máu. Tử cung có 3 vết rách dài gây nên chảy máu trong. Điều quan trọng là cái đầu của thai nhi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Ai nghe cũng phẫn nộ, đòi sang bằng phòng khám của bà Xuân. Bà ta đóng cửa phòng khám, lẫn đi một thời gian. Và quả nhiên, sau khi nhận được 50 triệu tiền bồi thường, bà bãi rút đơn thôi không kiện cáo. Bà Xuân trắng án. Tuy nhiên vài tháng sau, bà ta lại làm ra một vụ việc khác cũng tàn ác không kém. Số là thằng Vàng si tình Lý, một hai đút tiền bắt bà bãi đem Lý đi phá bỏ con của Hải để gả Lý cho nó, nhưng bất thành. Lý chết, nó đành phải cưới vợ theo ý cha má nó. Đó chính là Ngà, con của ông Hai Ngọc, chủ tiệm vàng trên chợ huyện. Xui thai cưới ngay con vợ lẳng lơ, bầu bì bụng vượt mặt rồi mà thấy trai là hai con mắt nó sáng rỡ, liếc ngang liếc dọc. Thằng Vàng nhiều lần nhắc nhở nhưng con Ngà vẫn chứng nào tật nấy. Bữa đó đi nhậu về khuya, lúc đi ra sau giường giải quyết bầu tâm sự, thằng Vàng thấy ai đó cứ lén la lén lút. Tiến tới gần thì thấy con vợ nó đang tằng tiệu với người làm trong nhà. Thằng Vàng sấn tới đấm cho thằng nọ vài đấm, tán cho con vợ mấy bạt tay. Con Ngà kênh mặt lên thách thức. Sao tức lắm hả? Anh có tức bằng tôi không? Khi mà ở với tôi á, nhưng mà trong tâm trí của anh lúc nào cũng nghĩ tới con Lý hết. Đồng sàng dị mộng hay lẳng lơ nem chả thì cũng như nhau thôi. Thằng Vàng siết chặt nắm đấm, định nhào vô bóp chết luôn con vợ, nhưng mai sau người nhà ra ngăn lại. Bữa sau, con nọ không nói năng gì, đi thẳng lên phòng khám bà Xuân chích dục sanh để phá thai. Sanh thằng nhỏ ra trót lọt, mạnh khù ú nu. Nó bắt bà Xuân phải làm cho thằng nhỏ chết đi. Thế là để nguyên dây rúng, bà ta đem để thằng nhỏ lên cái mâm mà bật quạt. Hai mẹ con thằng Vàng lần mò tìm tới nơi thì thằng nhỏ bị quạt vừa lạnh vừa ngợp, chết từ lúc nào, da khô nứt rướm máu. Mẹ thằng Vàng xỉu ngay tại chỗ. Nó thì điên loạn nhào tới, chụp cây kéo trong khay dụng cụ, đâm con nọ không biết bao nhiêu nhát. Động ngay chỗ không nên động, bà Xuân gỡ lịch không biết ngày ra. Thằng Vàng cũng chịu chung số phận. Qua điều tra người ta còn phát hiện ra chính nó là người giết chết Hải chồng của Lý, rồi vùi xác xuống dưới bãi sình dưới đám nước. Được người dân phát hiện không lâu sau đó, nó cúi đầu nhận tội, mang tội danh giết hai người đồng lõa trong cái vụ của Lý nữa. Nó phải nhận bản án cao nhất. Cha má nó khóc lên xỉu xuống, vì có mỗi thằng con độc nhất, thằng cháu đích tôn cũng không giữ được. Bây giờ tiền muôn bạc dạng cũng để làm cái gì đâu. Riêng phần bà Bảy, thời gian đầu sau khi Lý chết, bà ta sống nhẫn nhơ lắm. Có điều làng xóm xung quanh ai cũng căm ghét bà ta, mua cái gì người ta cũng không bán. Ngay cả bà Tư Rô nổi tiếng tham tiền, nhìn thấy bà Bảy lại đánh đề, còn đóng cửa đuổi về. Bà Bảy muốn mua cái gì
thì phải lết cái thân đi lên trên tuốt chợ huyện, che đậy mặt mũi để mong không ai nhận ra. Bà ta tức mình, ngay cả bàn thờ cho Lý bà cũng không lập, ngày nào cũng ngồi réo tên Lý mà chửi. Trưa nay cũng như mọi ngày, sau khi ăn cơm xong, bà ta ngồi chỗ cái bàn duy nhất còn sót lại trong nhà. Còn với cái báo cha báo mẹ, dòng cái thứ như mày chết thì mấy lần nữa cũng chưa có vừa bụng tao đâu. Sống làm tao mệt mỏi rồi, bây giờ chết còn theo ám tao nữa, làm cho cả làng cả xã này ghét tao, để tao sống khổ sống sở vậy nè. Lý ơi là Lý. Chửi rủa chán chê, bà ta leo lên giường nằm chợp mắt. Đang thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy như có ai đẩy cửa nhẹ nhẹ bước vô nhà. Sợ ăn trộm, bà ta mở mắt để ngó coi là ai, nhưng không tài nào mở được. Các người bà ta cũng cứng đơ như khúc cây. Đang không biết phải làm sao, bà ta thấy phía cuối giường có một cô gái mặc bộ đồ ướt nhẹp, đang giới tay bới lại cái đầu tóc rối bù. Cô ta vén tóc để lộ ra khuôn mặt trắng bợt bạc, sưng phù lên như cái bánh bao ngâm nước. Trên ngực còn có đứa nhỏ đu bám cứng ngắc. Bà bãi sợ lắm, tim run muốn rớt ra ngoài. Mày là ai? Mày đâu phải con tao. Chứ tôi nói tôi con bà hồi nào? Vô duyên hả? Tôi ở xóm dưới, mà tôi ghét bà nên tôi phải lặn lội lên tới đây mà hành bà đó. Không có con Lý nào ám bà hết, tôi ám đó. Tôi làm cho hết cái xứ này ghét bà, còn chưa vừa bụng tôi nữa. Thứ đồ ác độc à, tụi tôi ma quỷ nè, còn chưa ác bằng bà mà. Bao nhiêu lần tôi tính xô bà xuống mương rồi, mà con Lý nó cản tôi. Tôi mệt quá, càng chửi càng tức. Bữa nay bà tới số bà với tôi rồi. Dứt lời, cô ta leo dội lên giường, ngồi hẳn trên bụng bà bãi mà bóp cổ. Bà bãi đâu động đậy gì được, nằm im mà chịu trận. Bóp bà bãi gần tắt hơi thì buông tay ra cho bà ta thở hổn hển. Cô ta cười phá lên rồi đè ra bóp tiếp. Đang hành hạ hăng say thì có ai đập cửa ầm ầm. Cô ta bực bội liếc mắt bặm môi rồi biến mất. Trước khi rời đi vẫn còn kịp nhéo bà bãi một cái vô cái bắp đùi. Bà bãi choàng tỉnh chồm người dậy, nhìn quanh quất mình mẩy ê ẩm mệt mỏi, lê từng bước ra cửa. Cửa vừa hé mở ra, bà giật mình lùi vội ra sau. Là cha của Lý. Ông bước vô không nói không rằng, sáng cho bà ta một bạt tai như trợ giáng. Ông hùng hổ xông tới, túm cổ áo bà ta xách lên mà gằn giọng nói: "Con quỷ già ác ôn, mày trốn con tao ở đâu? Tại sao? Tại sao mày làm như vậy? Nó là con của mày mà. Mày hại nó chết, bây giờ cái bàn thờ cho nó mày cũng không lập. Mày có phải là con người hay không? Nói, mày trốn con nhỏ ở đâu?" Bà bãi trung cầm cập, tay trung trung chỉ về hướng sau giường. Ông bãi thả tay ra, cho bà ta té ngồi xuống đất, bước từng bước nặng nề ra sau nhà. Tới trước mộ của Lý, ông quỳ sụp xuống đất mà lại vừa khóc. Ông khóc như xé lòng xé dạ. Được một lúc, ông lấy ra bó nhang đem theo, đốt lên cắm xuống đầu mộ. Ngồi tựa vô mộ con, ông nghẹn ngào thủ thỉ: "Con gái, cha có tội lớn lắm. Con tha thứ cho cha để mà nhẹ lòng siêu thoát cho con. Hồi xưa cha ích kỷ, cha bỏ đi để con đỡ cho bà chăm sóc. Cha nghĩ bà làm mẹ chắc sẽ chu đáo hơn cha. Sau này thấy con cực khổ, thiệt bụng cha muốn rước con về ở, nhưng mà sợ cánh mẹ ghẻ con chồng nên lại thôi. Ai có về ở với mẹ ruột mà còn khổ gấp trăm lần mẹ ghẻ như vậy. Cha ghét bản thân cha, cha khốn nạn, cha độc ác mà."
Ông nói phải đó. Giọng bà Bảy cất lên làm cho ông hơi giật mình. Ông bỏ đi, để nó lợi cho tôi. Bao nhiêu năm tôi cực khổ mận ăn lo cho nó, ông làm được cái gì? Lâu lâu về dòm mặt nó một cái rồi đi. Ông nhắm coi ông xứng đáng làm cha không? Cha con ông giống nhau, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Tôi làm mọi cách để nó được về chỗ sang giàu. Ai biểu nó ngu, ương bướng thì chết cũng đáng. Ông Bảy máu sôi sùng sục, lỗ tai lùng bụng, nhào lên đấm cho bà ta một đấm. Nhanh tới nỗi bà ta không kịp tránh né, ăn ngay một đấm vô mặt. Máu miệng trào ra, té lăn quay ra đất, giải đành đạch gào trú như con heo bị thọc huyết. Ông định sấn tới thì nghe thấy một âm thanh sát bên tai. Cha ơi! Tiếng kêu như xé lòng, làm cho ông khựng lại. Ông run run quay qua nhìn nấm mộ của con, nhìn về phía bà Bãi lúc này đang tru tréo chửi rủa, kêu làng bớ sống. Ông tức mình hai tay đấm ngực bình bịch, rồi quay bước chạy đi, mà trong đầu thầm khấn: tha thứ cho cha nghe con. Tối đó, bà Bãi vừa lăn trứng gà vô cái mặt sưng húp, vừa chửi rủa thằng chồng già khốn nạn. Chửi hàng xóm bất nhân, là hét cỡ đó mà không ai tới phụ. Từ sau nhà bà nghe thấy âm thanh lạch cạch của chén dĩa, tiếng quét nhà xèn xẹt, còn có cả tiếng hát ru con. Giọng hát nghe như giọng của con Lý vậy. Bà Bãi điếng hồn, trốn trén ra sau nhà, núp vô sau cái vách dòm xuống bếp. Đập vô mắt bà là hình ảnh của Lý đang lui cui dọn dẹp bếp núc, y chang như hồi còn sống. Lý quay lại nhìn bà cười thật tươi, tay bưng mâm cơm bước lên nhà trên. Vừa đi cô vừa nói: cha má ơi, lên ăn cơm nè má. Bà Bãi đầu óc mơ mơ hồ hồ, bước theo con gái, ngồi xuống bàn nhìn vô mâm cơm. Bữa nay Lý chuẩn bị đồ ăn thiệt tươm tất: cá kho, trao xào, còn có một tô canh giò heo hầm măng nữa. Lâu ngày không được ăn bữa cơm ngon như vậy, bà Bãi hăm hở ăn li lịa. Lý gấp cho bà một khúc giò đã nấu mềm: má ăn đi, cho nóng nha má. Bà Bãi gật đầu đưa khúc giò lên miệng cắn, lạnh tanh. Bà khựng lại, há miệng cầm khúc giò đưa ra trước mặt. Là khúc giò, nhưng là giò của đứa con nít mới sanh. Bà đang cầm cái khớp bàn chân của nó mà gặm, ngón chân còn giật giật lên, hằn nguyên cái dấu răng của bà. Vị tanh tưởi bốc lên trong miệng, bà quăng dội cái thứ gớm ghiếc đó, lấy tay chùi miệng đi lịa. Nhìn lại, nhà cửa vắng lặng như tờ, Lý không thấy đâu, mâm cơm cũng không. Bà ta thở phào, thì ra là mơ thôi. Nhưng mà không, Lý đang từ dưới nhà tập tễnh bước lên, tay bưng cái tô đầy ắp thịt tươi ngon, nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái răng khểnh dài. Bà Bãi chợt nghĩ: Con Lý làm gì có răng khểnh? Trời đất ơi, răng nanh. Bà té ngồi trở lại trên cái ghế, sợ tới nỗi tay chân đông cứng. Lý vẫn nhìn bà mà cười, câu tặng hắn một tiếng rồi nói, giọng vang như người ta nối xuống giếng vậy: má ăn chín không quen thì ăn sống nghe má. Ngày nào cũng vậy, đúng cái giờ Lý chết, cô lại hiện ra bưng tô thịt đầy ắp chân tay, bắt bà Bãi phải ăn như vậy. Bà khóc lóc van xin, thì cô bóp miệng bà nhét vô. Cái đầu trong bụng của Lý thấy cảnh đó, cười lên khoái trá. Bà con xung quanh nghe tiếng la hét của bà, ai cũng lắc đầu chẹp miệng: ác giả ác báo mà. Ngày tháng trôi qua, cho tới một ngày kia, lúc Lý đang hành hạ bà Bảy, thì hai mẹ con chết nước kia lại hiện ra. Cô Lý à, thôi buông bỏ đi, bao nhiêu đó đủ rồi, đừng để oán hận làm mờ lý trí, cô thành quỷ dữ đó. Cô thôi đi,
đừng dạy tôi phải làm gì. Cô không ở trong hoàn cảnh của tôi, làm sao cô hiểu được? Tôi hiểu chứ sao không? Tôi có khác gì cô đâu. Gia đình ruột côi khinh, gả bán cho nhà chồng. Nhà chồng coi như con ở, hạch sách đủ điều. Cô còn được chồng thương yêu, tôi làm gì được cái phước đó? Chồng tôi đánh đập tôi dã man lắm, cho nên tôi tìm cách trốn đi. Xui rủi như sao chìm xuồng, hai mẹ con chết cứng dưới sông rồi. Chết rồi còn bị tụi nghiện đề nó đổ máu chó lên đầu. Vợ chất dưỡng có được đi siêu thoát đâu. Vậy mà cô dòm nè, tôi có nanh có guốc gì đâu cô. Ai bạc ác với mình, trời nhìn hết đó cô ơi. Để cho lực trời xử đi. Mình làm quá phận thành ra mang nghiệp. Nghe tôi, kệ bà. Bị nhiêu đó là bà đủ tởn hết kiếp rồi. Lý im lặng hồi lâu, khẽ suy nghĩ, rồi buông tay ra khỏi mặt bà Bảy. Cô nói cô không mận gì người ta, chứ sao hồi còn sống? Tôi nghe kể cô nhắc người ta sất bất sang bang mấy hiệp rồi mà. Cô Ma Gia cười hì hì, xốc thằng nhỏ lên, ngồi xuống kế bên bà Bảy. Lúc này mặt mày đã không còn miếng máu, lết cũng không lết nổi. Thì nhát cho sợ, đặng bỏ cái tật xấu chứ cô. Còn nhà chồng tôi á, thì bị tôi làm cho sợ, đặng mới mốt có trước người khác gì à, biết thân mà đối đãi tử thế. Chất dưỡng vậy buồn thấu trời. Lâu lâu kiếm mấy người cà chớn nhát chơi cho vui. Bữa cũng nhát bà này nè, mà thấy cái mặt bả thấy tức cái lồng ngực rồi. À quên nữa, tôi có dẫn cái dông này tới gặp cô. Bà Bảy lúc này đã than trời trong bụng. Làm gì mà bữa nay có bao nhiêu ma tập trung lại hết nhà bà. Dòng suy nghĩ của bà Bảy bị cắt ngang bởi một câu hò của ai đó. Ngó lên trời, trời xanh biên biết. Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông. Chí dầu uống cạn nước sông, trải bông hoa lý, anh ngóng trông em dìa. Mình ơi! Tiếng kêu xé lòng của Lý cất lên. Cô lướt ra sân, thấy Hải đang đứng đó, tay cầm chùm bông lý hương, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Buông bỏ đi em, đi với anh. Anh với em về lại nhà của vợ chồng mình, chờ ngày siêu thoát. Hồi mới chết anh bị mấy con ma chỗ đám đước bắt mất vài phách, sát một bên mà lạc không biết đường về. Mai sau cô này cũng dắt anh về đây kiếm em đó. Hai vợ chồng quỳ sụp xuống lại tạ cô Ma Gia. Cô xua xua tay. Thôi, hai người đừng có mận vậy. Có duyên gặp thì tôi giúp thôi. Giờ cả nhà hai người đi lên chùa hay đi đâu cũng được, miễn sao tâm hướng thiện, gạt hết hận thù đi, chờ ngày siêu thoát nghe. Vậy là tôi vui rồi. Vậy nghe, tôi đi à. Cô Ma Gia xốc thằng nhỏ lên, hung cái trột, rồi đi thẳng xuống sông. Ngoái đầu lại khoát khoát tay, rồi lặng mất biệt. Trên bờ, hai vợ chồng của Hải và Lý trở về với hình dạng đẹp đẽ như tổ sinh thời. Khác một điều là trên tay Lý ẩm theo một đứa nhỏ. Mắt nó trong veo, thơ ngây, chớp chớp rồi nhắm lại ngủ ngon lành. Cả nhà nhìn theo hướng hai mẹ con lặn xuống, mỉm cười quốc giận, rồi cũng từ từ tan biến. Văng vẳng trong gió tiếng cười hạnh phúc lắm. Về sau, bà Bảy càng sống trong sự ghẻ lạnh của xóm giềng. Bà ta đành bán hết mọi thứ, ôm tiền bỏ đi xứ khác.
bà bắt một chiếc xe ôm để đi. Tới khúc đường vắng, thằng xe ôm dừng xe, quay qua chụp cổ áo của bà ta, hất hàm nói: "Ê bà già, móc hết tiền đưa ra đây. Tôi để ý bà lâu lắm rồi đó, bữa nay mới có cơ hội." Tao làm gì có tiền? Quân ăn cướp, bỡ người ta quân ăn cướp, cứu tôi với bà con ơi. Thằng nọ không nói nhiều, rút luôn cây dao bấm trong túi quần, đâm một nhát chí mạng vô cổ bà Bảy, máu phun ra thành dòi. Bà Bảy trợn mắt giật giật lên mấy cái, rồi sụi lơ nằm thẳng cẳng. Nhìn quanh quất không có ai, nó treo dội cái túi của bà lên xe, lôi xác giấu vô bụi sậy, chờ tới tối phi tang. Giống dĩ là một thằng ăn cướp mới hành nghề lần đầu, nên có chút lộng cộng. Canh trời tối muộn, nó xách dao ra phân đoạn tay chân, mổ bụng bà Bảy, rồi thả trôi xong. Hoàn thành xong xuôi, nó phi xe thẳng đi một nước. Vài ngày sau thằng cướp bị bắt, do nó bỏ quên con dao và dấu máu lại hiện trường. Người ta tìm thấy hết các bộ phận, chỉ còn mỗi cái đầu của bà Bảy là mãi không tài nào tìm được. Dông bà dứt dưỡng, bị mấy dông ma cũ đánh đập không thương tiếc, sợ hãi mà lủi trốn vô trong hốc cây. Bữa đó trời mưa, một tia sét đánh đùng vô cái cây chỗ bà ta trú ngụ, hồn phách tiêu tán gần hết, chỉ còn lại một tia mong manh. Cơ duyên có một lão sư phụ đi ngang qua, ông dừng lại dò xét hồi lâu rồi gật gù, lấy một viên đá thu lấy tia hồn đó vào trong. Vừa bước đi, ông vừa vuốt râu cười. Thiện ác ranh giới mong manh lắm, quay đầu tu tập giảng sanh khó gì. Tiếng cười của ông vang trong gió, động trên những tán lá cây. Dạn vật dường như hồi sinh mở bừng mắt. Bóng ông mờ dần, rồi khuất hẳn trong làn sương khói, để lại một không gian âm trầm. Phía đằng xa đã hừng lên những tia sáng ban mai. Sau cơn mưa, trời sẽ lại trong lành, giống như đời người có thăng có trầm, có đục có trong. Luật trời tuy nghiêm trị, nhưng không hề tiệt đường của bất kỳ ai. Hãy cứ sống với tâm thiện lành, hướng về ánh sáng, hướng về những điều tốt đẹp. An không ở sự hào nhoáng bên ngoài, an là ở trong tâm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mẹ Quỷ của Quỳnh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.